Lý giải chuyện sao ngoại lấn át sao nội. Thời gian gần đây, trong khi các ca sĩ tên tuổi trong nước không dám tổ chức live show vì sợ lỗ, thì các ngôi sao hải ngoại lại ồ ạt đổ bộ về nước. Gần đây nhất, những cái tên như Phương Dung, Khánh Ly, Ngọc Ánh, Ý Lan liên tục được nhắc đến như một hiện tượng âm nhạc. Nghịch lý này đang diễn ra ngày càng nhiều, khiến thị trường âm nhạc trong nước có nhiều biến động. Thực ra, việc ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn trở thành thông lệ trong hơn 15 năm qua. Thế hệ ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn sớm nhất dao động từ khoảng 1994 đến 1998. Có thể kể đến như Hương Lan, Đức Huy, Elvis Phương, Giao Linh, Phi Nhung. Và mới đây, sự xuất hiện của danh ca Khánh Ly được xem như sự trở về của huyền thoại cuối cùng ở hải ngoại. Ca sĩ Hương Lan chia sẻ, chị cảm thấy may mắn vì được coi là một trong những ca sĩ hải ngoại đầu tiên trở về nước biểu diễn. Theo Hương Lan, ai đã từng xuất ngoại mới thấu hiểu nỗi lòng của người lữ thứ, lúc nào cũng muốn sớm trở lại quê nhà. Việc trở về biểu diễn không chỉ để được ấm lòng mà còn là để trả món nợ quê hương. Ca sĩ Giao Linh cũng cho rằng hạnh phúc lớn nhất của bà chính là được về nước biểu diễn trong 12 năm qua. Sau khi về nước, tôi cũng vận động một số anh chị em ca sĩ lớn tuổi là nếu có cơ hội thì nên về, không nên chần chừ nữa vì quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Thế nên một số ca sĩ lớn tuổi như Thanh Tuyền, Tuấn Ngọc, Phương Dung cũng đã trở về. Chúng tôi trở về để trả nợ cho khán giả quê nhà. Theo tâm sự của ca sĩ Ý Lan, hầu hết các nghệ sĩ ở hải ngoại đều mong muốn sớm được về nước biểu diễn, nhất là thế hệ ca sĩ lớn tuổi. Tuy nhiên, vì điều kiện riêng của từng người mà không phải ai cũng được toại nguyện. Và để có thể về nước làm live show hàng năm, Ý Lan đã phải chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt. Danh ca Khánh Ly cũng chia sẻ, bà mang tâm nguyện được về nước biểu diễn từ rất lâu và năm ngoái dù đã có giấy phép nhưng vì một số trục trặc nên bà đã lỡ hẹn với khán giả. Năm nay để được trở về nước biểu diễn, bà và ekip đã phải mất khá nhiều thời gian làm việc chặt chẽ với nhau để có một kịch bản hợp lý. Và sau mỗi đêm diễn, bà đều không thể nào ngủ được. Cả đêm diễn vào hồi tháng 5 và đêm diễn vào tối 2 tháng 8 vừa qua, bà đều thức trắng vì hạnh phúc. Bà không nghĩ rằng giấc mơ của mình bấy lâu nay đã thành sự thật. Bà còn ước được trở về nhiều hơn nữa và sẽ lang thang cùng cây đàn guitar trên những ngã đường du ca như thời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống. Cách xe cao ngất. Thực tế cho thấy, dù vắng bóng trên sân khấu ca nhạc trong nước đã lâu, nhưng mỗi khi trở về, các ca sĩ hải ngoại đều được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Bằng chứng là những show của Bằng Kiều, Quang Lê trước đây và Khánh Ly gần đây. Mặc dù giá vé cao hơn nhiều so với live show của những ca sĩ hạng A trong nước, nhưng vẫn luôn diễn ra tình trạng cháy vé. Đi kèm với đó là cách xe trả cho các ca sĩ hải ngoại cũng cao ngất trời. Một nhân vật trong giới bầu show, xin không nêu tên, cho biết, trước đây đã có nhiều lời mời ca sĩ Khánh Ly với mức giá 200.000 USD cho 6 đêm diễn ở Việt Nam nhưng bà vẫn chưa gật đầu. Còn để có được 3 đêm live show của Khánh Ly ở Việt Nam, nhà tổ chức đã phải nhiều lần bay qua Mỹ thuyết phục và sau đó còn cho cả ekip sang làm việc với bà ở Mỹ. Một số nguồn tin cũng cho biết cách xe cho đêm diễn đầu tiên của ca sĩ Bằng Kiều khi về Việt Nam có giá 20.000 USD. Các ca sĩ Tuấn Ngọc, Tuấn Vũ, Chế Linh cũng có cách xe dao động từ 5.000 đến 8.000 USD, còn các sao khác như Trịnh Nam Sơn, Khánh Hà, Nguyễn Hưng, Trừng Vũ, Mạnh Đình, Thanh Hà, Mạnh Quỳnh có giá từ 2.000 đến 6.000 USD, tùy tính chất chương trình. Một số sao thuộc dạng quen mặt ở Việt Nam từ lâu như Elvis Phương, Giao Linh, Hương Lan, Phi Nhung, mức cách xe thấp hơn một chút. Tất nhiên, những mức cách xe trên chỉ cao nhất ở thời điểm họ mới về nước, những lần sau cách xe cũng giảm dần. Thế nhưng vấn đề là các sao hải ngoại càng ồ ạt về Việt Nam thì sức hút của các ca sĩ trong nước càng bị giảm dần. Và dù tiếng tăm của các sao hải ngoại có bị giảm nhiệt đi ít nhiều thì mỗi khi làm show, vé của họ cũng vẫn rất đắt. Tình trạng này trái ngược với nhiều ca sĩ trong nước, ngay cả tên tuổi hot, họ cũng không dám làm live show vì cầm chắc lỗ. Lý giải chuyện ca sĩ ngoại hot hơn ca sĩ nội, dù đã quen mặt, một bầu show cho biết, thường ca sĩ hải ngoại bao giờ cũng hút khán giả hơn ca sĩ trong nước vì họ vẫn có nhiều mới lạ nên các bầu show vẫn thích mời hơn. Ngoài ra, việc ca sĩ hải ngoại làm việc chuyên nghiệp và biết đầu tư cho chương trình hơn cũng là một lý do khiến các bầu show thích hợp tác. Đấy là chưa kể đến hầu hết các ca sĩ hải ngoại đều trung thành với dòng nhạc xưa, dòng nhạc được số đông khán giả yêu thích nên bất kỳ chương trình nào cũng thích sự xuất hiện của họ. Trong khi đó, các ca sĩ trong nước loay hoay chạy theo nhiều dòng nhạc, đổi gu, đổi khán giả liên tục. Có gì thì chơi đó, chứ không định hình dòng nhạc đỉnh cao của mình, nên việc mất khán giả là điều dễ hiểu.